Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe.
chư ta cùng phật tử quy tụ về đạo đa chùa Hải Quan quy Wow.
Amen.
Yeah.
cuộc đời của Ngài. Và để lại cho chúng ta một kho tàng giáo lý mà chúng ta suốt một đời nếu tu học, nếu chúng ta tự học theo thì chắc chắn là chúng ta sẽ được an lành hạnh phúc. Sự kiện ra đời của Đức Phật là một sự hy sinh khó mà có thể người nào đạt được như Ngài, bởi vì tâm nguyện của Ngài từ Bồ Tát Hồ Đức thì hiện xuống những khó khăn ra này, và Ngài đã đem cuộc đời của Ngài để giáo huấn, để hướng dẫn tất cả mọi người của chúng ta. Hôm nay thì mong muốn rằng tất cả các Phật tử chúng ta chỉ cần học theo cái hành nghề của Ngài. Thứ nhất là dám từ bỏ. Người được trí tưởng đó, gia đình giàu có, quyền uy, vợ đẹp, con ngoan, nhưng mà Ngài không phải, Ngài nghĩ đến cuộc đời sống cao thượng hơn để giúp đỡ tất cả mọi người. Không phải là Ngài đổ tài thì quyền uy hay là đổ tài thì giàu sang, nhưng mà Ngài nghĩ rằng trong cuộc đời này nếu chúng ta chấp nhận tất cả thì chúng ta có được sự bình an. Chỉ vì vậy mà người nào dám từ bỏ và những điều mà không phải của ta thì chúng ta đừng hạ thiếu, đừng chấp lấy qua cái cuộc sống vừa rồi là khoảng 2 năm qua chúng ta sống trong cái dịch bệnh COVID mà 2 năm vừa rồi chúng ta không tổ chức được hành lễ. Cái điều kiện là nhiều lúc mình muốn tất cả nhưng mà không được, cho nên chỉ là chúng ta phải học lại dám từ bỏ tất cả những gì không phải là của mình để rồi chúng ta có thể đưa đến tất cả mọi thứ. Đó là bài học đầu tiên. Bài học thứ hai là mình phải luôn luôn nỗ lực tiến tâm siêng năng là tất cả những điều gì mà chúng ta phải làm được. Tất cả mọi người nếu chúng ta cố gắng, chúng ta đi thì tất cả đều được lớn. Mình chỉ cố gắng đi thì nó đạt được, còn mình cứ sợ khó khăn mà chúng ta không đến không làm thì đời sống chúng ta cũng không được đạt được. Cho nên trong cuộc sống thì chúng ta tất cả các Phật tử mình phải luôn luôn nỗ lực tin tâm, dù làm bất cứ điều gì chúng ta cố gắng thì tất cả chúng ta sẽ thành công hơn những công việc của chúng ta. Điều thứ ba nữa đó là chúng ta phải sống trong cái dung thông, tức là trong cái tôn đạo. Đời sống như thế nào thì mình phải chấp nhận như thế đấy, phải có cái cuộc sống thì như vậy thì chúng ta đừng có đòi hỏi nhiều quá, còn biết nhiều quá đối với cái tôn đạo thì đau khổ, hoặc là chúng ta bị tham thân bất sợ, tham thân nghèo, tham thân ta không làm được, chúng ta vướng mắc, chỉ là chúng ta đi con đường đúng đạo, tức là chúng ta không chịu vướng mắc chỗ này, không chịu vướng mắc chỗ kia, bắt đầu sợ chúng ta phải chấp nhận cái gì mà mình đang có. Nếu mình phải chấp nhận cái gì đang có thì chúng ta an lạc hạnh phúc. Và cuối cùng, thầy cầu nguyện cho tất cả các Phật tử
điện đồ và hai các kỹ năng và còn tâm linh và chư ni làm đến để họ xin giáo dân và họ sẽ trở về chùa Tổ Hưng của con. Và nhiên họ thành chùa chúng ta thì ăn trưa ở tại chùa Nguyễn Thị An Đăng Kê. Cho nên thầy cũng là chúng ta đã phật tử gieo duyên trong những ngày trong những thời gian qua để ra hai kỳ tức là ngày năm ngày 30 chúng ta về đây cũng là cũng như qua giờ luôn thì ngày mai ngày 8 tháng thì sẽ lúc 5 giờ tức là hội nghị sau thì bắt đầu 9 giờ thì quý vị có thể cùng về chùa để tiếp duyên cho quý thầy một lần nữa kính chúc quý vị được an lành. Và nếu được quý vị thảo cầu tâm quý thầy thì cũng tập được 3 tháng thì thời khóa tu tập là buổi sáng 8 giờ quý thầy có cái thời khóa là đầu tiên tin lành đi tây nhan buổi chiều 2 giờ rưỡi chúng ta sẽ tụng kinh buổi tối 7 giờ chúng ta sẽ tụng kinh và tăng tử tạo pháp công vào lúc 5 giờ sáng về chùa lễ Phật thì lại rất nhanh lúc 5 giờ sáng thì mình sẽ thực tập cái này số lượng còn bao lá thì để có thể là sắp xếp được thời gian để mình tu tập thực tiễn đến với thầy lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xuống làm đến